Dạ, thưa cô và chú, thì người phụ nữ ngồi phía trên đó là cô In, là cách đây vài hôm rồi cô có lên chương trình để kiếm người cha tên là Am, người mẹ tên là Lan và có người anh tên là Nam. Thì sau đó con được người hàng xóm là cô Chính đó, có biết được trường hợp của chú Nam và con cũng đã nói chuyện với cô chú Nam rồi. Thì trên cái phương diện là con cũng xác định được phần nào và cũng hy vọng đây là trường hợp mà cô Yên đang còn cần tìm kiếm. Vì vậy cho nên là bây giờ cô chú hỏi thăm nhau coi đây có đúng là trường hợp mà cô đang còn cần tìm kiếm hay không nha cô nha. Dạ, được Dạ. rồi. Yên. Trước tiên là em chào anh nha. Trong dòng sao? Sao Mất hôm nó sóng. nhiễu mất sóng rồi em đó. Dạ, bên chú có Không nghe được rõ. không? Nghe rõ lắm, bên này nghe rất là rõ. Nói giọng bác. Nói Dạ. chuyện đi. Nói đi. Nói đi. Anh cho em hỏi, anh tên là Nguyễn Văn Nam à? Đúng, em tên là Nguyễn Văn Nam. Còn Dạ em là về Nguyễn anh. Thị Yên mà. Dạ đúng rồi, em là Nguyễn Thị Yên và bố mình tên là Nguyễn Văn Am và mẹ là Nguyễn Thị Lan. Đúng, em nói đúng Dạ đó. dạ vậy là anh có nhận em được không? Cứ nhận rõ em mà lúc mà em còn nhỏ, bây giờ em lớn rồi anh có nhận em có cái nét gì giống không? Ấy nó khác nhiều lắm. Anh có nhớ là cái hồi mà em đi với bố đó rồi có phải là anh đi trước không? Đúng, Có anh đúng bỏ không anh ạ? đi. Rồi rồi Vâng. anh bỏ đi. Nhưng mà cái hồi mà lúc mà em về em ở bà Vi là hồi nào? Ồ, bà Vi Rồi. à? Anh ơi, Trời bà. ơi, trời ơi, bà Vi vậy là đúng anh rồi. Ồ, anh nói đúng tên bà má hai rồi. Ôi, Đúng vậy rồi là bà đúng. Mai đó, Vi á, Vâng, vậy là bà đúng là anh Vi rồi. Trời ơi, vậy em mừng quá đó. gặp được anh. Vậy đúng rồi. Anh đi tìm em rất nhiều. Anh về nhà bà Bội nha, anh hỏi xem bà Vi ở đâu mà bà Bội bà cũng không chỉ. Bà không chỉ ạ. À? Bà không chỉ vì anh biết là lúc đó là bố bỏ bố đi rồi, thì là lúc đó là chỉ còn bà Bội nữa rồi. Bà Bội với bà Vi là cùng một một xóm với mình, cùng nhà luôn Vâng, đúng rồi, anh nói bà Bội, giờ em mới nhớ ra bà Bội, đúng bà Bội. đó, bà Bội đó mà mẹ Vâng. thằng Mạnh ấy mà. Mạnh Vâng, rồi. đúng rồi, có anh Mạnh. Vậy đúng rồi, anh nói đúng. Mà anh về anh tìm em cái năm đó là năm nào? Anh tìm em rất lâu, nhiều lắm. Anh tìm anh lại không về. Anh cũng vào, Vâng. anh đi hỏi bà Bội mà không biết cách thế nào để mà giải quyết được. Anh chỉ biết là bà Vi đưa em về năm mà không biết ở đâu. Như vậy là chắc là do bố, chắc bố Thì bởi vậy đôi lúc anh dặn cũng trách bà là Bội vào tại không cho sao biết. mà bố bỏ 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 bỏ, bỏ em mà bà mà đi vậy. Về sau bố về bố sống với anh và ông mất với anh mà mất ở Ô nhà vậy anh luôn. hả? Ô. Tất nhiên bây giờ hai người là đều chôn tại ở ở Dù Mỹ hết, ở Nha Ô. Trang hết, ở cái nhà Vậy mình ở là đó hồi xưa. Bây giờ đó anh vẫn ở cái chỗ đó, vẫn cái khu đất mà anh em ở đó. vậy Đó Nên anh ngồi nghĩ tại sao em đi lâu quá rồi mà tại sao em không về lại nhà mình, cái nhà mình không đâu. hồi cái năm em nói cho anh nghe là cái năm 1975 đó là em gặp bố lần cuối cùng á, Thế thì à, 75 bố có gặp hả? có gặp Ủa, năm 75 em có gặp 1975. ông? Vâng, tại vì Tức là sau đó ông về, ông em biết ông, anh nghe thôi, anh không gặp ông ấy. vâng Anh nghe là bố ra, bố chạy xe Nam Bắc. vâng đúng rồi. Đó, chạy xe Nam Bắc. Thì sau đó ông còn lấy thêm một bà nữa ở Phan Thiết nữa. Ô Đấy. vậy nữa Thì hả? ông ấy tùm lum hết đó, ông nhiều vợ quá đi. Anh Ơi. cũng khổ lắm. Đến cuối cùng anh năn nỉ ông ấy về để sống với anh, để nuôi ông ấy cho đến ông mất. Mà ông Vậy. về ông ở với 2 3 ngày ông lại đi. Ông đi ông lại về. Đến khi ông té xe ông gãy chân ông mới ở với anh luôn. Vậy hả? Vậy là ông mất năm nào vậy?
Ông mất năm 1993.93. Ông mất năm 93 là năm ông 75 tuổi á. 75 tuổi mới mất. Cái năm Nếu 1975 là em nói cho anh ông nghe anh thì ông không mất đâu. nghe. Vâng. Ông bảo bảo ông là bây giờ về ở với anh đi, thì lúc đó là anh lập gia đình rồi, anh Dạ. có 6 đứa con, Ô. con trai với một đứa con gái. Năm Bây trai giờ một anh gái. vẫn ở xuống Mỹ này. Con đứa gái à, gái Úc à, năm làm Em việc rồi á. về anh giống em rồi, em cũng năm trai một gái. Dạ. Đây Anh là cũng là con em đây này. Đây, đây là nhà em này. Chồng em đấy. anh chờ nhớ. Vâng. Chào em nha. À, anh chào kìa. Chào anh. Em kể cho anh nghe cái năm 75 là như vậy này. Là bố về bố tìm em ở dưới kênh F á, tức là ở cái sắn á. Đi về cái sắn. Vâng, tại vì năm 1975 á, mà lúc mà mới tiếp thu lên á thì em ở Sài Gòn. Cái ngày 30 tháng 4 em ở Sài Gòn. Thì em ở cùng với bà Vi nè, ở với bà Vi ở Sài Gòn á. Thì anh Rồi đến biết khi là mà khi ông giao em cho bà Vi đó, nên anh cứ trách anh mà tại sao không mang về giao lại cho mẹ lại đi gặp Vi nhé. Ê này khổ cái như vậy này chú à, ơi, anh con này. xin lỗi, con xin lỗi chú, ngồi gần lại thì tiếng nó rõ được chú ạ. À, ngồi gần lại giống như hồi nãy ấy chú. Mình không ngờ anh em lại gặp nhau ấy, anh cứ tưởng là mất em hẳn Em cũng nghĩ luôn. rằng là chắc cái thông tin em thể đưa ra cho anh Tuấn Vĩ thì chắc là mong manh, em nói với anh này chắc là mong manh lắm, khó khăn lắm, mà thôi mình Thì cứ đưa đấy rất lên là mong manh, để anh tìm em nhiều vâng. rồi phải, anh đi lục đi tùm lum hết chứ đâu phải anh ngồi nhà đâu. Từ ngày giải phóng là anh đi đầu này đầu kia, anh đi buôn đi bán rồi anh hỏi thăm. Mà anh bảo bây giờ không biết nghĩ bây giờ lạc bây giờ đi với bà Vi ra sao nữa. Anh biết là Vâng. em đi với bà Vi rồi, anh nhất định rồi đấy, cái đó là Vâng thì rõ đó. mà không tìm được. Những cái năm đó này chỉ là sau này, sau năm 75 là cứ đi về dưới cái sắn này, ở kinh ép ấy thôi. Vâng, Như vậy nó thuộc về Cần Thơ. vậy mà không thể nào mình biết được, trong khi Vâng. bà Vi là thân lắm mà cuối cùng bà không chỉ cho anh xuống Vậy bà chắc là do ông dặn rồi, ông bố dặn cho thì nên bà đó. không nói. Bố ở đâu thì bà bảo bố đang ở Đà Nẵng á, cái bà Vi bà xin cái địa chỉ bà đi ra Đà Nẵng với bà ông ấy đấy, mới hai ông bà mới gặp nhau đấy đấy, À cái vụ như vậy đó. Đấy khi em gặp nhau xong rồi anh còn nhiều đoạn đau thương lắm. Rồi sau này á, về sau này cái bà mới đưa anh ra ngoài giao anh cho bà Vi với ông ấy, còn em ở với mẹ. Em nhớ không, có một thời gian không, thời vâng, gian em ở với ở với mẹ. mẹ, anh thì đưa ra Đà Nẵng, ở ở Đà Nẵng anh chịu không nổi anh lại dọn về. Dọn về Thì sau này cũng không xong. em cũng nghe có nói là mấy chú Tấn Vĩ là anh đi trước thì như vậy đấy. Em nhớ là anh đi trước là như vậy. Thì bởi vậy anh đi trước anh nghe, bởi vì hồi đó anh đã đi dạng rồi, anh dạng lớn rồi, anh dạng rồi, anh Đấy cũng mười thì mấy hai mấy đấy rồi, năm mấy rồi. em nói với lại anh Tấn Vĩ là ông khôn hơn em nhiều, lanh lắm, em chỉ nghĩ vậy thôi, em biết vậy thôi. Đó. Nhưng mà phải Anh nói là hồi đó em học giỏi. có nhớ là hồi còn bé đó anh có cái kỷ niệm nào với em không, anh có nhớ không? Thì anh đi học chở em đi học với ai, cứ buổi sáng ăn học là đi học với em, cứ muộn là em khóc, muộn là em khóc Không, nhưng bực mà người. cái kỷ niệm khác, cái kỷ niệm đặc biệt đó, bây giờ em còn cứ nhìn nó là em thấy nó là em nhớ đến anh đó. Anh không nhớ Không không, nhớ hả? không. Cái kỷ niệm đó anh biết không này, em giờ em còn cái thẹo này, nhớ không, có cái thẹo Không. mà đây này. À. Anh quên rồi à? Không. Anh tập xe đạp cho em đó. À thì Ở hồi đó anh em mình đi xe đạp là đi học là chuyên môn, chở đi học không đi đâu.
Thì em thấy anh chạy được, em muốn tập xe đạp, xong rồi em bảo anh chứ vậy anh tập chị em đi, đang ngồi đang là chạy ngon lành, giữ chị em ngon lành, buông ra thế này em té cái rầm cái tông vào cái cây gòn, em nhớ chỗ cái nhà nào có cái cây gòn đó, rồi tông vào đấy, thế là tay đeo vậy đi học này khâu mấy mũi. Em nhớ mãi kỷ niệm này, vậy mà anh quên rồi, anh không nhớ. Nhìn thấy nó là em nhớ hoài, mà hiện thời bây giờ mà nếu mà em mà làm khênh cái gì hơi nặng cái là nó chật đi cái là đau lắm. À, đây là cái lỗi của anh. Nhớ nhớ mãi, em cứ nhớ nhìn thấy nó là em nhớ tới anh đó. Vâng, như vậy là có hy vọng là bao giờ về về thăm Việt Nam không? Có chứ cơ, nếu mà đúng sự thật mà như vậy thì là em về liền ngay, à em về, các cháu nó lo thì em về. À, em bây giờ là đấy, em vợ chồng em chẳng làm cái gì cả, bây giờ là ăn nhờ đậu của các con không à. Ờ thôi về anh em gặp nhau là được rồi, cần gì. Vâng, thì ăn nhờ đậu các con, cái các con nó nuôi thôi, chứ em bây giờ vợ chồng em bây giờ chả làm cái gì cả. Thì ôi, vợ chồng anh dạy thôi, cũng hồi lớn xưa, hết rồi. Vâng, hồi xưa chị ở đây quê con anh thì nó ngoan, nó không có hư. Các cháu về là lập gia đình hết chưa anh? Lập 4 đứa, còn 2 đứa độc thân. Em mấy đứa ở bên Mỹ? Dạ 3 đứa. 3 đứa. Và ở bên Việt là 3 đứa. Vâng. Bên Việt Nam 3 đứa. Bên Việt Nam bây giờ hiện thời còn 3 đứa, hai trai một gái. Còn bên này thì 3 đứa trai. Đây còn thằng này là thằng út này. Đấy, thằng này nó mở mẫm, nó nên nó tìm kênh anh Tấn Vĩ, nó đi tìm bác thế này. Dạ, chào bác. Bảo nó em cho địa chỉ đi cho nó ra đây chơi với anh. Và thằng này nó là thằng út của nhà em đấy. À, út đấy. Dạ, chào hai bác. Dạ, chào con. Dạ, con búc vé bay cho má con về Việt Nam thăm hai bác. Ngay và liền, ngay lập tức. Nó là cái thằng tìm ông bà với lại bác cho mẹ đấy. À, ơn nha. Vâng. Hiện thời giờ em đang ở nhà nó này. Dạ. Vâng. Tìm được bác cho má con mừng quá. Em cứ ngóng ngáy đưa lên cái chương trình như hề chưa có cuộc chia ly đó. Nhưng mà họ đòi phải có hình ảnh cơ, còn họ không nhận, không có hình ảnh họ không tìm được. Vâng, mà em đâu có hình ảnh gì đâu, không có một cái tấm hình gì của anh em, đâu có hình ảnh gì đâu, đi tan nát hết rồi. Từ ngày đi với ông vậy là bây giờ là bây giờ em mới coi cái kênh của anh Tuấn Vĩ này để em thấy anh ấy tìm được nhiều người quá mà cũng chẳng hình ảnh gì cả, nhiều cái thông tin không có rõ ràng gì cả, vậy mà anh tìm được đấy. Vâng, nó nhờ cái cộng đồng mạng đó anh, nhờ các cộng đồng mạng người ta tìm cho. Thì đâu nói đâu rồi, mình là có bà nào đó bà ấy biết đó, bà ấy báo phải không ạ? Đúng không? Có bà nào bà báo là bà biết đó, anh có biết không? Chưa biết. Dạ, có cô Chín á, có cô Chín đến xin số điện thoại của chú á, chú Nam á. Dạ. Cô Chín, cô Mười chứ. À, cô Mười, xin lỗi. Dạ, cô Mười. Mười đấy là Mười. Ở gần anh hả? Ở xóm. Đấy ai anh ấy. Vâng. Rồi sáng nay có cái cô ở trên cô Thời nữa. Cô Thời tối hôm qua là cô Thời mới nói chị ơi, em đọc trên mạng. Cái em mới gọi điện cho con bé Liên, tức là cháu ở nhà đấy, cái con út ở nhà đấy, là tại vì cái cô đó cô biết nó, xong mà nó chơi xong đúng rồi, là bố tên Nam là phải rồi, còn xong họ bị hỏi nó đúng ông nội tên đó, tên đó, xong là đúng là 9 giờ đi nó chuyển cái cô lên tên cô Thời, sáng nay cô cũng tới đây cảm ơn, tại vì còn có cô Mười cũng có liên lạc được với cô Yên rồi, cảm ơn. Vậy là có Mười rồi. Không, cô nói chuyện với anh Vĩ mà, cái cô Chín của Mười gì đó. Cô Mười. Dạ, cô Mười. Dạ, cô Mười là người đầu tiên á, cô ạ. Cô đó là
là một quái nhân của Mỹ này đó. Dạ, bởi vì cô 10 thường theo dõi đó. Cô 10 thường theo dõi. Cô coi, cô biết sớm. Nó nắm cái tới, nó nhìn anh, nó bảo rồi anh này là đúng rồi. Anh có phải là bố anh tên là Am không? Bởi vì tên bố mình nó đặc biệt quá đi. Cái tên Am á. Nên bởi khi nói đúng. Rồi cái như vậy là em tên là Yên, Nguyễn Thị Yên. Ai nhớ bảo không biết bây giờ Yên đến. Vậy là được rồi anh em. Tôi biết anh Nam anh nói là nói chứ là đi theo bà gì đi về dưới miền Tây rồi. Thì đó. Không có tin tức gì hết. Không có tìm được. Đâu mà tìm được. Nhưng mà nếu mà đi bây giờ kiểu mà nó có chương trình như chưa hề có cuộc chia ly là mình xin là đăng ký là mình tìm người thân là ta cũng tìm được đấy. Em cũng đăng đó chứ, em cũng đăng cái chương trình đó mà họ không nhận, tại vì họ nói rằng là phải có hình ảnh cơ. Ở ngoài em Bắc có đăng mấy rồi. Chục. Vâng, em có đăng mà không được. Mà nhờ cái kênh của anh Tuấn Vĩ kết nối này này mà không nhận là anh kết nối mau thật. Rồi đó, rất là cảm ơn anh Tuấn Vĩ. Mau quá đi. Về đây mình về mình gặp con về con chú nữa, mấy đứa em ở ngoài Bắc nữa. Vâng. Dạ cô chú, dạ thưa cô chú, bây giờ thế này là con cũng kết nối như vậy, con kết nối được cho gia đình con rất là vui. Và đây là cũng cái mong mỏi của cô Yên. Rồi nay thấy gia đình vui vẻ như vậy con rất là vui. Rồi bây giờ gia đình mình cứ trò chuyện với nhau và con bận công việc á, nên là con xin phép. Dạ. Con xin phép nha. Rồi rất là cảm ơn anh Tinh Vĩ nha. Rồi dạ. Anh mau quá đi, nhanh quá à. Dạ. Rất là mau mắn quá đi. Rồi có dịp mà có gì là cô về, tại vì hiện thời bây giờ là con cô nó đang ở thị trấn Vĩ Sập, An Giang đó. À. Nếu mà cô mà về 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 Việt Nam là cô về An Giang là cô sẽ ghé anh cho coi. Dạ. Anh ở Đồng Tháp mà anh ở đâu? Dạ con ở thành phố Sa Đéc của tỉnh Đồng Tháp á cô. Ồ Sa Đéc hả? Dạ. Gần lắm mà thì hồi xưa là cô cứ đi Sài Gòn đi suốt thì đi từ đấy đi qua đi lại hoài chứ. Dạ. Rồi 60 năm gặp lại ha. 60 năm gặp lại đúng là một thời gian quá đằng đẵng ha. 60 năm đó anh Tân Vĩ, 60 năm đó. Dạ. Chúc mừng cho gia đình. Hôm nay nói với anh là phỏng là ông cỡ khoảng 75 tuổi, bây giờ 76 tuổi đấy. Dạ. 76 tuổi đấy mà, yeah. Mà bây giờ vậy là bố mẹ không còn nữa, bố mẹ mất hết rồi. Dạ, yeah. lớn thì phải mất thôi, không tránh khỏi được cô ha. Dạ. Yeah. Mất hết rồi đấy. Dạ. Yeah. Rồi vậy con chúc mừng cho gia đình nha. Bây giờ gia đình mình cứ trò chuyện với nhau, con xin được ra nhóm. À, con ra nhóm còn bên gia đình mình vẫn cứ tự nhiên nói chuyện nha. Được rồi, anh bận việc thì anh cứ ra nhóm đi được. Dạ. Rất là cảm ơn anh Tân Vĩ nhiều nha. Dạ. Yeah. Rồi con chào cô chú nha, chào cô chú, chúc mừng cho cô chú nha. Dạ dạ, rồi chào chú Nam và chào cô Yên và chào em trai nha. Em trai dạ, em chào anh. Kết nối đúng cách rồi đó, kết nối đúng cách rồi. Em cảm ơn anh nhiều. Rồi ok, xin chào. Dạ dạ vâng. Quá nhanh quá. Dạ rồi xin chào. Dạ dạ. Dạ.